căn phòng.
lần sau tụi mình đi biển được không? Okinawa hay đâu cũng được. À mà mình đã rửa hình rồi đó, khi nào có thời gian ghé qua nha. Hình đẹp lắm đó. Ừ, à đúng rồi đó. Ừ, vậy nha, hôm nào chúng ta lại đi tiếp. Chào. Nhất trí nha, chào cậu. Bức ảnh. Takahashi Yuri. Có chuyện gì vậy? Sao vậy Yuri? Hitomi. Hitomi cậu ấy. Hitomi làm sao? Cậu ấy chết rồi. Hả? Cậu ấy tự sát. Cậu ấy tự treo cổ. Tại sao? Không biết nữa. Không biết nữa. Trước đây lúc cùng đi du lịch, có thấy cậu ấy có ý định đó đâu chứ. Sao nữa, có chuyện này lạ lắm. Trong tấm hình mình thấy Yuri. Yuri à, có nghe giọng mình không? Làm ơn nói gì đi nè.